Nếu bạn đang muốn tìm một dòng BHA dịu nhẹ có thể dùng được cho cả da nhạy cảm, thế dùng thử em BHA của nhà Paula Choi này nhé. BHA Paula Choi giúp tẩy tế bào chết dịu nhẹ, giúp da đều màu, hỗ trợ làm sạch kít lỗ chân lông, giảm mụn đầu đen, mụn ẩn, giảm sần vỏ cam, giúp da mịn màng hơn. Nhờ có thành phần salicylic acid, chất xuất trà xanh và methylpropionyl. Salicylic acid của em này hoạt động trên nền butylene glycol nên khi sử dụng bạn sẽ thấy da của mình được cấp ẩm dịu nhẹ và hạn chế tình trạng bong da. Em này có kết cấu dạng lỏng dẹp và không có mùi hương. BHA Paula Choi không cồn, không hương liệu nhưng dùng được cho mọi loại da, ngay cả da nhạy cảm hay người mới bắt đầu sử dụng BHA. Paula Choi là thương hiệu mỹ phẩm đến từ Mỹ với uy tín gần 30 năm trên thị trường và đã có chi nhánh tại hơn 20 quốc gia trên toàn thế giới. Các sản phẩm của Paula Choi luôn tuân thủ 5 triết lý: thông minh, an toàn, hiệu quả, không mùi hương và không chất tạo màu. Do vậy mà các sản phẩm hay là công thức của Paula Choi thì luôn được minh bạch từ đồng độ đến thành phần. Sản phẩm BHA của Paula Choi đã đạt được nhiều giải thưởng trong việc giảm mụn và loại bỏ các tế bào chết đấy. Khi mua hàng tại Alibaba, bạn hoàn toàn yên tâm bởi vì hàng hóa có đầy đủ tem phụ tiếng Việt nên không phải lăn tăn về chất lượng sản phẩm. Đồng thời, sản phẩm BHA Paula Choi có giá hấp dẫn với mức chiết khấu cao và hàng loạt voucher giảm giá từ Alibaba đấy. Alibaba có mặt trên mọi nền tảng online, có cửa hàng để bạn ghé thăm, có đội ngũ tư vấn 24/24 luôn đồng hành chăm sóc và giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách hàng. BHA Paula Choi đã đạt hàng nghìn lượt bán trên các nền tảng mạng xã hội và nhận được hàng trăm lượt đặt giá tích cực từ phía khách hàng đấy. Hàng chính hãng, giá rẻ, chị em nên tay kích ngay vào giỏ hàng đặt hàng nhé.